Chào cô chú bà con, em Thắng đang đứng ở đây là những cây vú sữa hoàng kim, cây lớn ha. Chuẩn bị là xe cẩu để giao cho khách. Thì bên em ngoài bán cây nhỏ, cây lớn, cây công trình là cũng có đủ hết. Và bà con xem nè, là được dăm mũ cứng đi những cái tược mới thì bên em mới giao đến cho khách hàng. Bây giờ đang tiến hành là cẩu cây. Cẩu lên giao cho khách quen thì bên em là đầy đủ hết cô chú yêu cầu. Ví dụ như là mình cần làm một cái sân vườn, mình muốn bên em ngoài giao tất cả các cây ăn trái rồi tới trồng cho mình luôn, tư vấn kỹ thuật tất cả là bên em có đầy đủ, cũng như các đơn vị khác thôi. Chú sữa hoàng kim hả bà con? Bên đây xoài, xoài thì đủ giống hết, nhiều giống. Nôm na là những đơn vị khác có dịch vụ như thế nào thì bên em sẽ làm y chang như vậy, thậm chí là giá tốt hơn. Tại vì bên em là rất là nhiều những cái vườn cây công trình lỡ như thế này, cây lớn như quay ra đây bà con chúng ta xem nè, có mít nữa, mít cây lớn cũng có ha. Như cây này bà con thấy nó cao khoảng 4 tới 5 mét luôn á, dăm mũ cứng hết rồi, trồng vô sân vườn là có trái ăn thôi. Đây là mít ruột đỏ nha, quay cho cô chú chúng ta xem mà cẩu cái cây lên rồi để nó rất là êm ái. Những cây này thì sức người mình đi hơi cực nha cô chú, phải có xe chuyên dụng. Rồi cảm ơn cô chú bà con, mua cây thì liên hệ em Thắng ở cây giống Tâm Phúc, Chợ Lách, Bến Tre.